Xin chào tất cả các bạn, mình là Trọng, mình đến từ kênh channel Cryptonic đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sang đây ở Drop Sai Network nhé. Sai là một blockchain Layer 3 được xây dựng trên Arbitrum, tập trung vào mảng gaming nhé. Thì đây là cái Twitter của họ nhé. Twitter của họ. Và nó cũng có cái bài về cái sự kiện sàn Airdrop Odyssey này nhé. Và cái đứng sau của Sai Network là Opchainlab nhé, là cái dự án cũng là đứng sau của Arbitrum đấy các bạn ạ. Đấy. Ok, thì Sai Network là blockchain Layer 3 được xây dựng trên Orbit, dự án xác nhận có token Sai nhé, có thể phân phối dưới dạng airdrop cho người dùng. Thì Sai Network được cung cấp bởi Opchainlab nhé, nhà phát triển của Arbitrum đấy. Opchainlab xác nhận đã huy động được 123 triệu đô la. Cách thức tương tác với testnet của Sai thì đủ điều kiện để nhận airdrop tiềm năng. Sai Foundation sẽ tặng Sai Odyssey Collection một bộ 14 NFT đại diện cho Sai nhé. Đấy. Thì để min được cái, những cái NFT và tham gia testnet thì mình phải cần làm những cái bước sau nhé. Đầu tiên thì các bạn một là thêm mạng Sai testnet vào cái ví MetaMask của mình. Đây thì mình cũng để link để các bạn thêm vào đây. Đấy. Và mình sẽ hướng dẫn tất cả các bước đầy đủ vào đây nhé. Đến bước cầu này, xong là chuyển token, xong là mini NFT. Ok, trước khi vào hướng dẫn thì các bạn ghé qua cái Twitter của mình, đó là a.trọnghatachi nhé, để follow mình để mình cập nhật thông tin mới nhất cũng mình đăng lên đây nhé. Kèo mới nhất, kèo sàn Airdrop mới nhất, thông tin mới nhất đang đây. Ngoài ra các bạn nên ghé qua cái Telegram Cryptonic Channel của chúng mình. Các bạn do đây mình có bên mình cũng cập nhật những thông tin mới nhất lên đây nhé. Rồi đầu tiên thì chúng ta đi thêm mạng nhé, thêm cái mạng Sai testnet vào cái ví MetaMask của các bạn. Thì ở đây mình kích link vào link này, mình tất cả thông tin mình sẽ để dưới phần mô tả video và trên kênh Twitter hay Telegram của chúng mình nhé. Ok, thì bạn kích vào đây này, thì mình kích nó sẽ ra trang này, thì nó cũng có những hình ảnh hướng dẫn là rất là cụ thể nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, cách theo mạng đây và các thông số của mạng, đây là các thông số của mạng nhé. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé. Đây, bạn kích vào cái ví của mình thì mình sẽ mở rộng cửa sổ ra để hướng dẫn các bạn cho dễ nhé. Đấy, như này cho dễ. Ok, thì bạn vào cài đặt này, xong bạn vào mạng này, xong bạn ấn thêm mạng ở đây nhé, thêm mạng này, xong bạn thêm mạng một cách thủ công này, thì bạn sẽ nhập những cái thông số bên nào cung cấp ra cho mình đây. Cứ nhập thứ tự nhé, Sai testnet này, cái tên mạng này. Đấy. Ok, xong là nhập cái RBC. Đấy, mình sao chép đi. Ok, đấy, xong là lập cái chain ID này, mình copy xong là với base thôi, đấy. Chuỗi này. Ok, xong là cái current symbol là cái này, GETH nhé, mình copy xong mình sẽ cũng base vào đây, cứ lần lượt thôi các bạn nhé. Ok, xong là cái này thì mình cũng copy này, đây, sao chép lên kênh này, base vào đây. Xong bạn ấn lưu lại nhé. Đấy, xong bạn chuyển sang mạng Sai testnet. Đấy, ok. Thì đã add mạng thành công rồi nhé. Rồi, khi đây là cái bước add mạng này. Tiếp theo là nhận cái Arbitrum testnet thì mình default kẹt nhé. Thì cái link này default mình sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn. Thì bạn vào cái link này. Đấy, thì bạn sẽ nhập cái địa chỉ ví MetaMask của bạn vào đây. Thì mình lấy cái địa chỉ ví MetaMask của mình. Đây, copy địa chỉ này, sao chép này, xong bạn bếp vào đây, ấn request này. Đấy, thì nó đã sụp sệt như này, thành công rồi nhá. Ngoài ra đây, nó bảo không được, một ngày chỉ được phô một lần thôi các bạn nhá. Ok, thì vậy là mình đã phô kẻ thành công rồi nhá. Rồi, sau khi phô kết xong thì mình sẽ dùng cái bridge nhé, là cái cầu để chuyển tài sản
chuyển từ cái token mình phao kẹt đó sang cái mạng Sai Network nhé. Thì mình sẽ kích vào đây. Ok, thì kích vào link thì nó sẽ hiện ra như này nhé. Thì mình ấn đồng ý ở đây. Đấy. Mình kết nối ví này. Ok, tiếp theo này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ burst bridge từ cái mạng Arbitrum này sang Sitenet nhé. Thì mình sẽ chọn nó đây, nó cái trong cái ví của mình có từng này đây. Đấy. Thì mình sẽ bridge, mình sẽ chuyển một ít sang nhé, 0.01 chẳng hạn. Đấy, mình đang có 0.045 thì chuyển 0.01 chẳng hạn. Ok, mình sẽ ok mình chuyển 0.02 đi. Ok, sau bạn ấn more fun này, to size testnet nhá. Đấy. Thì ở đây nó có số lượng bạn chuyển này và cái phí gas cần thiết này. Đấy. Là tổng bao nhiêu đây? Thì ở đây trên mạng testnet nhá, nên là bạn chỉ dùng cần token test thôi, hoàn toàn miễn phí. Ok. Xong mình ấn chuyển này. Sau đó mình xác nhận trên ví nhá. Đây, chuyển này. Mình sẽ chuyển mạng nhá. Ok, sau đó bạn sẽ xác nhận trên ví nhá, xác nhận này. Đây, sau khi xác nhận xong thì nó sẽ tiến hành chuyển đây này. Nó đang chuyển 0.2 TH này. Đấy. Thì nó layer 1 xong rồi này. Thì bắt đầu cái layer 2 của mình nó đang nhận nhá. Đấy. Thì các bạn cần đợi một lúc. Thì nó có cần có hai cái subset ở đây. Thì nó có một cái rồi có một cái pending. Thì các bạn đợi nó hai cái subset là được nhá. Đấy, như này là được nhá các bạn nhá. Đấy. Đây là mình đã chuyển thành công. Ok, chuyển thành công rồi thì bạn sẽ ấn quay lại ở đây. Thì bạn xem nhận được chưa? Đấy, thì nó đã nhận được rồi đây. Đấy. Ok, thì mình sẽ cái trên cái ví của mình sẽ chuyển lại cái mạng testnet của Sai Network nhá. Đây, mạng Sai đây. Đấy, thì mình đã nhận được 0.02 rồi đây. Ok, để mình đã nhận thành công rồi nhá. Ok, thì sau khi dùng cầu chuyển tài sản thì mình có thể ở bước 4 mình có thể nhận thêm cái token Sai Testnet nhá. Đây, thì từ khoảng 50 đến 100 token Sai. Đấy. Rồi, ok, khi mà trong web nó mở nhanh thì bạn chỗ này nhập thì bạn có thể nhập đây. Từ 5 đến 100 thì mình có thể thử nhập thử 100 xem nào. Đấy. Sau bạn ấn connect qua net nhé. Thì làm test này thì các bạn nên sử dụng các ví phụ nhé, đừng sử dụng các ví chính của các bạn nhé. Ok đấy. Thì mình ấn min free này. Đấy. Ok ấn min free thì nó sẽ xác nhận trên mình vì ký xác nhận trên cái ví MetaMask nhé, xác nhận này. Đấy, vậy là mình đã sụp sạc min này thành công rồi nhá. Đấy. Nó sai quét token này. Đấy. Ok. Rồi, sau khi làm bước 4 nhận thêm token xong thì mình sẽ làm bước 5. Đó là min cái NFT. Đấy. Ok, thì mình sẽ để link min ở đây. Mình sẽ kích vào link nhá. Đấy. Thì ở đây có hai link thì mình... có thể tùy chọn link nào được nhé. Thì bạn kích vào cái link mình xem min được cái NFT nào thì mình min thôi. Đây. Thì vào những cái này mình sẽ kết nối với cái ví MetaMask của mình này. Thì bạn nhớ để cái ví MetaMask ở mạng Sai Testnet nhé. Ok, kết nối này. Đây là bạn xem cái NFT bạn có cái nào không. Thì bên chỗ này là ví MetaMask. Còn bạn min thì bạn xem vào đây. Đây. Đấy. Mình sẽ connect ví này. Thì cái mini NFT này nhá thì nó có tổng cộng là 14 ngày, mỗi ngày mini NFT hôm nay là ngày thứ 12 rồi các bạn ạ. Thì mình cũng biết cái này cũng không được sớm lắm, nhưng mà mình biết đến đâu thì chia sẻ cho anh em mình đấy nhá. Ok. Thì mình đang connect này. Đấy, thì mỗi tuần một NFT nhá. Sau khi mình kết nối ví xong này thì mình sẽ ấn min ở đây nhá, ấn nút min này. Đấy. Thì bạn ấn min này.
Đây thì bạn ấn ký này. Đấy, thì đây là cái NFT ngày thứ 12 rồi cho các bạn nhé. Thì nó đang minting này. Ok, sẽ min xong thì bạn có thể chọn vào view min nhé. Đấy, view min thì mình đang có một NFT đây. Đấy. Đây, có NFT nhá. Đấy, vậy là mình đã mở in min với NFT xong nhá. Ok, sau khi mình NFT thì mình có thể vào cái training gas xe này để làm các cái nhiệm vụ. Ok, cái Ninh Ga xe này nhá thì nó có các cái NFT hàng tuần này, này. Đây, hàng ngày đây này, đây 10, đây 1 thì mình vừa min cái đây 12 thì mình sẽ kích vào đây xem được không. Cái này nó sẽ nắp sót này. N là ngày 12 2023 này. Ok thì cái này nó sẽ nó có ngày nó có thời gian nó chụp nhanh đây này. Đấy thì là nó chụp thì bạn sẽ đợi một thời gian nó sẽ chụp ảnh ảnh lại nhá, nó sẽ snapshot sót bằng tay nhá, nó sót bằng con người ấy, thì bạn sẽ đợi đây đây nó đây các bạn nhá, thì đây nó nói này đấy, thời gian snapshot sót đây này. Ok thì mình sẽ đợi khoảng thời gian khi mà nó cập nhật được rồi nhí thì mình sẽ quay lại mình ven đi cái đây này xem và sẽ có những cái điểm boy ở đây nhé các bạn nhé. Đấy. Những boy ở đây và mình có thể follow dự án ở đây này. Đấy. Ok đấy là cái về cái gas xe nhé. Tiếp theo thì đó là cái nhiệm vụ tiếp theo đó là deploy cái NFT ở trên thớt web nhé. Thì có một cái link hướng dẫn từ dự án đây này và bạn sẽ làm theo các bước ở đây. Mình cũng ghi các bước ra đây thì dự án nó có cái bản hướng dẫn bằng cái tiếng Anh nhé, đây nó cũng có hướng dẫn các bước để làm sao mình NFT đây này. Đấy. Bằng tiếng Anh cũng cũng mấy bước đơn giản thôi các bạn nhé. Đấy thì đầu tiên mình sẽ vào cái link này, bước 1 này, truy cập vào thông web và cái link ở đây nhé. Ok khi vào cái link này thì bạn ấn xin ký này để nó kết nối với cái ví của bạn nhé, ví MetaMask của bạn. Ok bạn ký này. Đấy. Ok, sau khi xin ký xong thì bạn có thể ấn deploy to đây này. Đấy. Được, bạn ấn vào deploy to site nhé. Đấy. Ok, thì cái bài hướng dẫn đây thì mình sẽ nói đây này, ấn vào edit edition drop này và chọn drop now nhé. Thì đây thì bạn ấn vào cái edition drop này đây, xong bạn deploy now đây. Đây ấn vào deploy now nhé. Ok ở đây bạn sẽ đặt tên một cái tên, đặt một cái tên bất kỳ nhé, ví dụ như là mình đặt là trọng xd chẳng hạn. Ok thì bạn symbol là ký hiệu viết tắt thì bạn đặt là gì cũng được, TR mình đặt TRO đi chẳng hạn. Đấy. Còn cái description là bạn mô tả thôi, ví dụ mình là trọng Hitachi đi chẳng hạn. Đấy ok đây là cái description nhá, cái phần mô tả đấy thì bạn điền các thông tin ở đây nhá. Thì ở đây mình cũng có nói này, điền tên này, mô tả, áp ảnh, còn lại để trống nhá. Đấy thì bạn sẽ up một cái ảnh này, bạn thể chỗ vào chỗ up file này, bạn có thể up một cái ảnh lên thì mình có để một cái ảnh đâu đây, đây đây mình để một cái ảnh đây mình up lên, còn lại các bạn để trống hết nhá. Bạn nhớ tích ở đây, nó tích rồi thì thôi bạn nếu mà chưa tích thì bạn tích vào đấy. Xong rồi ấn deploy now này, deploy now ở đây. Thì bạn sẽ chờ một tí và xác nhận trên ví nhé. Đây, cái ví nó bật lên rồi đây. Vừa nói xong bật luôn. Đây, cái book up ở trên ví nó mở lên. Thì mình sẽ ấn xác nhận này. Ok. Thì bạn sẽ đợi một tí nữa xong mình sẽ lại ký một phát trên ví nữa. Đây, phải nói phát nó lại bật lên luôn. Ok.
Xong bạn ấn ký nhé, đọc hết xong là ký nhé, ký này. Đấy. Ok, thì bây giờ nó sẽ đang tạo cho mình nhé. Và bạn sẽ chờ một lúc. Ok, thì đợi một lúc thì nó sẽ ra cái bước này. Thì ở đây mình có nói này. Tiếp theo là đến bước 5 nữa. Truy cập vào tab Empty, chọn là Single App nhé. Thì đây, thì ở đây nó có tab Empty ở đây, Empty tab ở đây, hoặc là ở đây. Các bạn kích cái nào cũng được nhé. Một trong hai cái này. Đấy, thì bạn kích vào Empty tab ở đây được nhé. Thì ở đây bạn sẽ chọn là sign up nhé. Mình có nói ở đây này. Đây, chọn là sign up này. Thì bạn đã chọn sign up ở đây nhé. Đấy, thì bạn sẽ đặt một cái tên gì đấy. Sau bạn này chọn cái app ảnh lên, nhưng mình sẽ chọn là app ảnh vừa rồi chẳng hạn. Mình sẽ chọn cái app cái ảnh này chứ. Đây, mình sẽ điền tên này, mô tả này. Thì bạn chọn cái gì cũng được nhá. Đấy. Ok, còn những cái chỗ này để trống. Xong mình chọn là Nazimin MT nhá. Thì ở đây mình có ghi hướng dẫn rồi đây. Điền tên ảnh mô tả và chọn là Nazimin NFT. Đấy, ok. Mình chọn này. Ok, mình đợi một tí xác nhận trên ví nhé. Bộ app trên ví mở ra. Mình lại chọn xác nhận đâu. Đây, thì mình sẽ đợi một lúc nhé, để cho nó thực hiện. Đấy, thì nó đã sục sẻ này được rồi nhá. Đấy, thì mình sẽ ấn tiếp theo. Thì quay lại cái tab Empty, ấn vào Empty và bạn vừa deploy này và chọn tab kernel condition này. Đấy. Ok. Đấy. Bước 7 nhá. Đây, chọn Empty bạn vừa làm đây. Đấy. Ok, sau đó bạn ấn vào tab empty và điểm nào chọn tab kernel condition. Đây, kernel condition ở đây nhá. Đấy. Xong chọn add file, chọn public này. Đấy. Chọn add file đây. Chọn public này. Đấy. Ok. Sau đó mình sẽ trong cái ô bước 9 này. Bước 8 là chọn rồi này. Bước 9 nhá. Trong cái ô how much do you want to trigger này. Thì điền 5 này. Xong phần current chọn custom RC20. Đấy. Này, xong địa chỉ ví contract này. Ok. Chỗ này điền 5 nhé các bạn nhé. Đây. Thì ở trên cái ảnh này này nó cũng có hướng dẫn này. Đây. Bạn đây, chỗ này điền 5 này. Chỗ này điền cái địa chỉ 0x61 đây này. Đấy. Ok. Đây, cái 0x61 này. Đây. Custom RC này. Đấy. Sau bạn điền chỗ địa chỉ ví là 0x61 đây này. Đấy. Ok nhá. Đây, custom RC10 còn điền đến địa chỉ này. Hình ảnh nó cũng có cái hình ảnh hướng dẫn đây. Ok, còn lại để nguyên nhá. Chỉ điền hai thông số này thôi. Xong chọn save file này. Đấy. Ok, xong mình sẽ chọn save file nhá. Save file. Ok, xác nhận này. Đấy, thì mình cũng sẽ để cái
Đây là cái link hướng dẫn mini NFT nhé. Các bạn có thể nhìn tham khảo cái này ngoài video của mình nữa nhé. Đấy, ok. Ok, sau khi nó ra như này rồi nhá, thì các bạn đây vào cái tab claim NFT này, thì bạn vào cái tab claim ở đây nhá, claim này, claim ở đây, thì bạn sẽ nhập số lượng 1 ở đây, đấy, sau bạn ấn claim, đây thì mình có dẫn này, vào claim này để claim NFT, sau khi mình claim sẽ thấy sắp đi bằng 1 trong tab NFT, đấy, ok. Như này được nhá. Thì mình thử claim này. Ok, thì các bạn thấy như này là ok rồi nhá. Đây, thấy có số 1 ở đây, tổng cung 1 như này là ok rồi các bạn nhá. Đấy, vậy là mình đã xong rồi đây. Như đề bài này mình sưu tầm được nó là nó như vậy. Ok, sau đó mình sẽ vào cái link gas ở đây. Đấy, để mình claim cái điểm bon nhé. Ngoài ra các bạn có thể chơi game nhé. Đây, đó bảo là cái game này. Đấy, bằng máy tính em cần có thời gian thì làm nhé. Cái này thì hơi mất thời gian, thì hạn từ 1 tháng 9 đến 29, thì ở đây mình đều có ghi hạn ở đây nhé. 28 tháng 9 này đến chỗ này là đến 29 tháng 9 này, thì cái game của nó nói chung là khá mất thời gian đây. Thì cái link game đây, thì đây có video hướng dẫn này, và nó cũng có yêu cầu cấu hình máy đây này, đây Windows 7 này, cho nên này RAM 4GB các thứ đây. Đấy, nói chung cái này cần cái game thì cũng mất thời gian, thì bạn có thời gian thì làm được nhá. Thì đây link gas xe mình để dưới phần mô tả video cho các bạn nhá. Ok, còn có một số các nhiệm vụ khác thì bạn có thể kích vào đây để làm full các nhiệm vụ mạng xã hội của họ nhá, luôn các nhiệm vụ mạng xã hội ga xe của họ này. Đây thì nó có các nhiệm vụ đây, thì các bạn cứ nhập vào cái mũi tên này, kích vào các cái mũi tên này này, thì để bạn xem các nhiệm vụ nào bạn có thể hoàn thành được thì bạn hoàn thành nhé. Đấy, nó cũng rất nhiều những cái nhiệm vụ ga xe đây này, đây cũng for now này, John Discord các thứ thôi. Đấy, sau bạn claim được 25 bon này. Các cái khác cũng vậy, thì đây nó có cái này 60 bon này, 300 này, 1760 bon này, cái này điểm cao nhất này. Đấy, cái này 125 này, đây bạn kích vào xem cái nào hoàn thành được làm nhá. Đấy, và một cái dưới này, một số cái dưới này nó đang khóa, thì nó yêu cầu các bạn hoàn thành lần lượt ở đây thì nó sẽ mở dần nhá. Ok, thì ngoài ra các bạn làm cái nhiệm vụ Jenny này, đi code, và ở đây cái Twitter mình để thêm và tham khảo nhé. Ok, thì vậy anh đã hướng dẫn các bạn cách testnet của Sai Sai Network nhé. Sai Network là một blockchain layer 3 rất tiềm năng. Vậy là mình đã hướng dẫn xong rồi nhé. Ok, thì các bạn thấy video này của mình hay thì hãy cho mình một like, một subscribe video mà giờ kênh YouTube chúng mình nhá, và ghé qua cái kênh Twitter cho mình một follow, và mình cũng đăng các bài hướng dẫn mới nhất, những tin tức mới nhất lên đây nhá các bạn nhá. Ok, thì các bạn cũng nhớ join cái kênh Telegram Crypto Honey Channel của chúng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhá. Có thông tin gì mới mà mình sẽ up lên đây, và mình trong hướng dẫn của mình có thiếu sót gì thì các bạn cũng hãy comment dưới video và join kênh tên này để comment những thiếu sót của mình, thì mình sẽ bổ sung thêm. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.